rộ tin ông Trump muốn tấn công Iran. Theo Reuters, ông Trump đã nêu ý định trên trong cuộc họp được tổ chức vào hôm 12 tháng 11, với sự góp mặt của Phó Tổng thống Mike Pence, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher Miller và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley. Tuy nhiên, các cố vấn sau đó đã cố gắng thuyết phục Tổng thống Trump từ bỏ ý định trên do nguy cơ leo thang của cuộc xung đột. Tổng thống đã hỏi về các giải pháp, sau đó các cố vấn trình bày những tình huống có thể xảy ra, và cuối cùng, ông Trump quyết định không tiến hành cuộc tấn công. Reuters dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết, hiện Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra bình luận về thông tin này. Reuters nhận định, Tổng thống Donald Trump trong thời gian cầm quyền đã thi hành chính sách ngoại giao hiếu chiến nhằm vào Tehran, khi ông rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và áp đặt một loạt đòn trừng phạt kinh tế lên quốc gia Trung Đông này. Việc ông Trump đưa ra đề nghị tấn công vào cơ sở hạt nhân chính của Iran có thể liên quan tới bản báo cáo về trữ lượng uranium mà Tehran sở hữu được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA công bố hồi tuần trước, khi nội dung bản báo cáo này chỉ ra rằng trữ lượng uranium mà Iran sở hữu hiện nhiều hơn gấp 12 lần so với số lượng được quy định trong thỏa thuận hạt nhân ký kết vào năm 2015. Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức thế giới mới nhất ở các bản tin tiếp theo.